Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu. Gia-cốp sinh Giu-se là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giê-xu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giu-se, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giu-se định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giu-se con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi lần mừng kính một vị thánh nào đó ở trong giáo hội, chúng ta đều được mời gọi hãy noi gương bắt chước đời sống thánh thiện đạo đức của vị thánh đó để trở nên thánh. Hôm nay giáo hội kính nhớ thánh cả Giu-se, vị thánh bổn mạng của giáo hội Việt Nam nói chung cũng như của giới gia trưởng nói riêng. Chắc chắn chúng ta cũng được Chúa mời gọi noi theo những nhân đức của thánh cả để mỗi ngày sống thánh thiện hơn. Nhưng câu hỏi đặt ra là chúng ta học được gì nơi thánh cả Giu-se? Khi chuẩn bị bài chia sẻ ngày hôm nay, con đã tìm đọc lại về kinh cầu của ông thánh Giu-se, và con tìm được trong lời kinh ấy tất cả có 24 tước hiệu, hay nói dễ hiểu hơn là có đến 24 nhân đức nổi bật nơi đời sống của thánh Giu-se để chúng ta có thể học hỏi. Tuy nhiên, dưới sự soi sáng của lời Chúa ngang qua đoạn tin mừng ngày hôm nay, con rút ra được 3 bài học từ tấm gương của thánh Giu-se xin chia sẻ với ông bà và anh chị em. Bài học thứ nhất là bài học về sự thầm lặng. Nói đến thánh Giu-se, có lẽ ai ai cũng nghĩ ngay đến tính cách thầm lặng của Ngài, âm thầm trong lời nói và lặng lẽ trong việc làm. Chúng ta biết trong toàn bộ 4 sách tin mừng, cả 4 thánh sử đều không ghi lại được một câu nói nào của thánh Giu-se. Thậm chí gom góp lại trong tất cả các sách Phúc Âm cũng chỉ thu gọn được có 12 câu viết về thánh Giu-se, nhưng đều là những câu nói gián tiếp về Ngài. Cụ thể, tin mừng theo thánh Matthêu và Luca ghi lại 11 câu, tin mừng thánh Marco chỉ có một câu duy nhất, còn tin mừng theo thánh Gioan thì tuyệt nhiên không có bất cứ một câu nào đề cập đến Ngài. Rõ ràng chúng ta thấy thánh Giu-se rất âm thầm trong lời nói. Bên cạnh đó, Ngài cũng hết sức lặng lẽ trong việc làm. Tình yêu thương của thánh Giu-se có thể nói là âm thầm nhưng rất mãnh liệt. Ngài luôn luôn lặng lẽ thực hiện thánh ý Thiên Chúa, âm thầm chăm lo cho Đức Mẹ và Chúa Giê-xu. Những công việc rất ư là tầm thường, không tên tuổi, chẳng ai biết đến. Nhưng chính nhờ những công việc âm thầm ấy mà Chúa Giê-xu đã được lớn khôn, trưởng thành. Công việc nhỏ bé ấy góp phần trong chương trình cứu độ thế giới. Thánh Giu-se lặng lẽ gánh chịu mọi khó khăn thử thách, miễn sao chương trình của Chúa được thực hiện và người thân yêu chung quanh được hạnh phúc. Bài học thứ hai, bài học về sự tế nhị và tôn trọng người khác. Tin mừng cho chúng ta biết rằng thánh Giu-se và Đức Maria chỉ mới đính hôn với nhau, mà theo luật người Do Thái lúc bấy giờ, một người phụ nữ mà mang thai khi chưa về nhà chồng là điều không thể chấp nhận. Thậm chí nếu bị tố cáo thì người nữ đó sẽ bị ném đá cho đến chết. Dù vậy, khi hay tin Đức Maria đã mang thai, cho dù hai người chưa hề ăn ở với nhau, thì thánh cả Giu-se đã hành xử hết sức tế nhị. Ngài đã tôn trọng Đức Maria nên không chọn cách tố cáo, mà thay vào đó chọn cách lìa bỏ Đức Maria một cách kín đáo. Lý do lớn nhất khiến cho thánh cả Giu-se làm như vậy vì Ngài nhận thấy có một điều gì đó bất thường.
Bởi lẽ bản thân Ngài thừa biết Maria là một người phụ nữ rất đức hạnh, nên chắc hẳn phải có một điều gì đó ẩn khuất ở phía sau. Hay vì Maria có một nỗi khổ riêng nào đó mà chính bản thân ông cũng không hiểu được. Do đó, Thánh Giuse đã rất tế nhị và tôn trọng Đức Maria. Ngài chọn cách lìa bỏ Đức Maria một cách kín đáo để Maria không phải khó xử. Bài học thứ ba là bài học về sự công chính. Đứng trước hành động của Thánh Giuse, có nhiều người đặt ra vấn đề rằng nếu Giuse thực sự là một người công chính, tại sao ông không đón Đức Maria về nhà mà lại chọn lìa bỏ Đức Maria như vậy? Thật ra vì Giuse biết rất rõ đứa trẻ trong bụng Đức Maria không phải là con của Ngài, nên Ngài không dám dành cho mình quyền làm cha. Sự công chính ở đây được hiểu theo nghĩa là không nhận về mình những gì không phải là của mình, không xâm phạm quyền lợi của người khác. Tuy nhiên, sau khi biết được ý định của Thiên Chúa về việc Đức Maria thụ thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì Thánh Giuse đã không một chút ngần ngại đón Đức Maria về bảo bọc và chăm sóc. Vì vậy, sự công chính của Thánh Giuse còn nằm ở chỗ Ngài đã thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, bài học từ sự thầm lặng, tế nhị cũng như sự công chính của Thánh Giuse mời gọi mỗi người chúng ta ngày hôm nay hãy nhìn lại đời sống của chính mình. Sở dĩ ở trong giáo xứ, trong các hội đoàn vẫn còn sự tồn tại của những khó khăn, chia rẽ, bất hòa, nhiều khi cũng chỉ vì người ta không biết sống thầm lặng. Có những chuyện chẳng có gì, nhưng với một lời nói từ cái miệng mà ra, người ta cứ thêm mắm, dặm muối. Vì sự cố chấp, kiêu ngạo, bè phái, người ta chê bai, nói xấu, chỉ trích lẫn nhau. Cũng vậy, đời sống gia đình nhiều khi ngột ngạt, khó thở, cũng chỉ vì người ta chưa biết cư xử tế nhị với nhau. Vợ chồng hơn thua nhau từng lời ăn tiếng nói, từng việc làm, mà không nghĩ rằng chính những điều đó làm cho bầu khí gia đình của mình thêm nặng nề, tình yêu dành cho nhau dần dần nguôi nhạt và thậm chí gây đến sự đổ vỡ. Bên cạnh đó cũng không thiếu những con người vì chưa đủ công chính nên trở nên kiêu căng ngạo mạn, tự nhận cho mình những gì không thuộc về mình. Làm được một vài chuyện nhỏ mọn thì vỗ ngực tự hào là người có khả năng, không có mình thì chẳng ai làm được. Đừng kiêu căng, tự mãn, vì tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban. Kiêu ngạo là vơ vào mình vinh quang của chính Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Giuse cả đời im lặng, cả đời chẳng nói, vậy mà mọi người khó lòng theo kịp Ngài. Thánh Giuse im lặng để dạy cho chúng ta biết yêu thương và tha thứ, im lặng để học cách biết khiêm nhường, tự hạ, biết hy sinh quên mình, im lặng để học biết cách cư xử tế nhị và tôn trọng người khác, im lặng để nhận biết và thi hành thánh ý của Thiên Chúa, im lặng để biết mình chính là khí cụ Chúa dùng trong mọi việc Ngài muốn. Nhờ đó mà Ngài thực sự đã trở nên công chính ở trước mặt Chúa. Mừng lễ kính thánh cả Giuse trong bối cảnh của mùa chay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết học theo Ngài, biết nói những lời yêu thương, khích lệ, biết cư xử tế nhị, biết tôn trọng và suy nghĩ cho nhau, biết âm thầm khiêm tốn thực thi ý Chúa trong từng giây phút của cuộc đời, để nhờ đó mỗi người chúng ta cũng thực sự trở nên công chính trước mặt Chúa mỗi ngày một hơn. Lạy thánh cả Giuse là đấng trọn tốt trọn lành, xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.